Mới đây tại trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, Phòng Giáo dục huyện Thới Lai tổ chức hội thảo chuyên đề ra mắt mô hình phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học. Trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai là đơn vị triển khai thí điểm mô hình lớp học thông minh vào công tác đổi mới phương pháp dạy học. Để thực hiện ứng dụng phòng học thông minh, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã trang bị 3 phòng học với các phương tiện thiết bị dạy học trong phòng học thông minh, bao gồm một loạt các dụng cụ hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập như màn hình tương tác, khung tương tác, thiết bị ghi hình, hệ thống âm thanh, TV thông minh. Phòng học thông minh tại trường có mức đầu tư trên 1 tỷ 700 triệu đồng, được quy động từ nguồn kinh phí nhà trường và xã hội hóa. Mô hình phòng học thông minh bước đầu có hiệu quả thiết thực.